địch. Nói nghe thì hay lắm, làm sao mà làm được đây? Mặc dù chúng ta đã mang cái danh ác này, nhưng chân tướng dù sao cũng có ngày sẽ được sáng tỏ. Huống hồ chi Trương chân nhân có thể chứng minh. Ha, nếu như chúng ta thiệt tình đã giết Tống Diễn Kiều, diệt tuyệt lão ni Hà Thái Sung, bọn người này, thì Trương chân nhân cũng đang nằm trong mơ vậy thôi, làm sao mà đính chính được đây? Châu Điên, có giáo chủ tại đây, người đâu có thể nói bậy nói bạ được. Ấy, những lời nói của Châu huynh không phải hoàn toàn không có lý. Huynh nghe chưa? Theo ý kiến của Bần Tăng, chúng ta truyền ra ý hòa nhã của Trương giáo chủ và đại hội minh giáo của chúng ta và các thủ lĩnh của các lộ, các môn phái của võ lâm chúng ta người đông, Tống đại hiệp và Diệt tuyệt sư thái thật ra đã đi đâu, chúng ta kiếm họ cũng dễ dàng hơn. Nếu muốn kiếm đám người của Tống đại hiệp dễ thôi, có thể nói không cần tốn chút xíu công nào. Ngươi không chịu nói sớm à? Chỉ cần giáo chủ đi hỏi Triệu cô nương một tiếng thì nhất định sẽ biết được 8-9 phần rồi. Theo như ta, nếu đám người này không phải bị cổ giết thì cũng đã bị cổ nhốt vô rồi. Có đúng vậy, đúng không? Mà nếu mà kiếm được vị cô nương họ Triệu đó thì chúng ta đương nhiên phải dò thăm cổ. Các người chắc chắn là kiếm không được. Trường giáo chủ nếu như muốn kiếm cổ thì dễ như trở bàn tay. Mình nghĩ coi, Trường giáo chủ hứa làm cho cổ 3 chuyện đó cũng chưa làm chuyện nào. À, một cô nương lợi hại như vậy mà chịu bỏ qua dễ dàng như vậy hay sao? Hơn nữa, một công tử giả dung nhan đẹp đẽ như qua, bây giờ mỗi khi nghĩ lại thiệt tình ta phải nổi da gà, run rẩy hết cả người đây nè. Bây giờ thì ta chỉ muốn cổ mau đưa ra 3 cái vấn đề đó thôi. Đương nhiên ta sẽ cố gắng làm xong cho nhanh, nếu không trong lòng cứ lo lắng hoài, không biết cổ sẽ dở thêm trò gì. Vừa rồi bà đại sư nói kêu gọi thủ lãnh các lộ tụ họp, ta cảm thấy được, không biết ý của các vị ở đây thế nào hả? Giáo chủ, ngài nói coi tụ họp ở đâu tốt nhất. Được, vậy thì quyết định 15 tháng 8 thủ lãnh các lộ tụ họp tại núi Võ Đăng. Tuân theo giáo chủ. Giáo chủ anh linh thể diện quân nguyên. Xuất phát! Xuất phát! Lục ca, có thấy đỡ chút không? Bác Khôi, trong khoảng thời gian này cực khổ cho muội. Không cực khổ. Lục ca, huynh hãy nghỉ ngơi. Chờ lát, Dương Bá Bá,
Không cần đa lễ. Tuy cháu là giáo chủ, nhưng dù sao tuổi trẻ hiểu biết nông cạn. Về lịch sử có quan hệ với giáo ta, cháu chưa rõ gì mấy, xin hãy chỉ điểm nhiều. Giáo chủ quá khen. Về lịch sử của Minh giáo, tôi đã ký lục hết vào trong sách, tới chừng đó tặng cho ngài. Minh giáo ta, bổn danh Mani giáo, do Đường Võ Hậu kéo dài cho đến đời Nguyên, rồi truyền vào Trung Thổ. Thích gia thì nói phổ độ chúng sinh, nhưng chúng tăng xuất gia mà nay nấy tịnh tu, không lo đến thế sự. Đạo gia cũng vậy, nên bổn giáo tụ tập hương dân, cho dù ở đâu có nguy nạn khốn khổ thì chúng ta đều ra sức giúp đỡ. Ai bị hiếp đáp quan ức thì bổn giáo nhất định giúp đỡ đến cùng. Thì ra giáo chỉ của bổn giáo là trừ ác hành thiện, không có khác biệt gì với Phật gia. Tại sao bá tánh lịch triều cũng đều bị đồ sát thê thảm vậy? Coi bộ chỉ có quan phủ triều đình, lúc họ không còn hiếp đáp lương dân, mới là lúc Minh giáo hương dượng. Dù mà bá, cháu nhất định phải coi cuốn sách này. Được, thuộc hạ nhất định phải nhờ giáo chủ chỉ dạy. Thương tích của Tam Bá và Lục Thúc đã hồi phục, ta chuẩn bị dẫn đám quân đệ xuống núi đi kiếm lục đại môn phái. Phải, Dương Bá Bá, có chuyện này ta muốn thương lượng lại với Bá Bá, có quan hệ với Bất Hối Mùi Mùi. Tính mạng của Bất Hối là do giáo chủ ban cho, thuộc hạ mang ơn báo đáp không những chỉ một ngày. Giáo chủ, nếu như có lệnh, tôi nhất định tuân theo. Không phải Dương Bá Bá, ông đã hiểu lầm. Thực ra Bất Hối cũ trong lòng đã có ý trùng nhân, ông không biết à? Cái gì? Về chuyện này thuộc hạ không biết. Chính miệng cô đã nói, người trong mộng của cô là Ân Lục Thuốc. Cái gì? Ân Lục Hiệp? Dạ phải. Như vậy đâu có được. Chính miệng của cô đã nói sao? Hơn nữa như đinh đóng vô cuộc, tình thật ý thiệt, cô tuyệt đối không phải là nói chơi. Về điểm này, tiểu nữ được Ân Lục Hiệp yêu thương, đáng lẽ là hanh hận của Dương Môn, nhưng mà họ tuổi tác khoảng cách rất xa, bối phận lại khác, như vậy chuyện này không thể nào được đâu. Ân Lục Thuốc tuổi chưa quá 40, đang lúc cường tráng, tuy Bất Hối Mùi Mùi kêu ổng là Thuốc Thuốc, nhưng mà họ thực sự không có quan hệ máu mủ, nghị sư môn. Hơn nữa, ta cảm thấy chuyện này có thể kết hợp cho họ là điều tốt nhất. Nếu an bài được mối lương duyên này, như vậy thì tất cả thù hận của trước kia cũng đều được hóa giải hết, không phải là chuyện tốt lớn à? Nói của giáo chủ đã giải đi nỗi uất nghẹn trong lòng của tôi bao nhiêu năm nay. Nếu như mối hôn nhân này có thể hóa giải được thù hận xưa, đương nhiên là chuyện tốt nhất. Giáo chủ, thuộc hạ thành thật cảm ơn ngài. Như bà, không cần đa lễ.
春梦绣了红颜白了发梢，沧海无际，归人无期，朝来朝往，卷走多少红尘际。所以尘烟谁断肠，我今夜想恋恋风情浓下深深飘远，回首看此生为那去相欢的白石逍遥深飘远，回首看此生为了去相伴的白石。